Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hand reset cái dòng máy tính bảng Nokia N1. Rồi, trước khi tiến hành hand reset thì các bạn phải tắt hẳn nguồn máy đi trước. Sau khi máy đã tắt nguồn thì các bạn bấm vào đè vào phím giảm âm lượng. Sau đó bấm mở nguồn máy lên. Các bạn nhấn vào giữ cho đến khi máy sáng màn hình lên. Thì mình sẽ thả tay ra khỏi phím nguồn mà vẫn giữ phím giảm âm lượng nha các bạn. Rồi, các bạn chờ một chút thì máy hiện lên cái menu boot. Rồi, lúc này máy đang ở chế độ là Normal Boot. Các bạn sẽ bấm vào phím giảm âm lượng để lựa chọn cái chế độ là Recovery Mode màu đỏ. Rồi sau đó bấm phím nguồn để chọn. Bây giờ đợi một chút cho máy khởi động lại và vào chế độ Recovery Mode. Và sau khi máy vào thì các bạn sẽ thấy có một biểu tượng hình con robot nằm ngửa và cái dòng chữ là không có lệnh nào. Để tiếp tục vào bên trong và tiến hành hand reset thì các bạn sẽ phải bấm cùng một lúc phím nguồn và phím tăng âm lượng. Nhớ là bấm đều nha các bạn. Rồi, lúc này thì cái menu recovery sẽ hiện lên. Đó. Tiếp tục các bạn dùng phím giảm âm lượng để di chuyển tới cái dòng wire data factory reset. Sau đó thì bấm phím nguồn để chọn. Rồi, tiếp tục mình dùng phím giảm âm lượng di chuyển tới cái dòng chữ Z, Delete on User Data. Rồi, và tiếp tục bấm phím nguồn để chọn. Rồi, nếu bấm quá thì mình bấm tăng âm lượng để lên ha các bạn. Rồi, bây giờ mình bước cuối cùng là mình sẽ bấm phím nguồn để chọn. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi cho máy đang tiến hành reset ha các bạn ha. Rồi, sau khi xong thì menu recovery sẽ hiện ra. Thì các bạn sẽ chọn ngay cái dòng đầu tiên luôn. Đó là Reboot System Now. Đó, mặc định thì đã nằm ở trên rồi. Các bạn bấm phím nguồn để chọn. Rồi, chờ máy khởi động lại vào là hoàn tất thôi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.